thư viện của chung cư. Bây giờ mình đang sinh sống ở đây nè. Mỗi mùa hè đến, đây là nơi tụ tập yêu thích của các bạn nhỏ sống trong chung cư mình đó. Ở đây, tụi mình được thỏa sức đọc những cuốn sách mà mình yêu thích. Mình đã đọc rất nhiều cuốn sách, nhưng cuốn sách mình yêu thích nhất đó chính là Việc học không hề đáng sợ của tác giả Giả Vân Bằng, được xuất bản bởi nhà xuất bản Đồng Nai. Series sách này gồm những mẫu chuyện nhỏ đầy năng lượng tích cực và một câu chuyện trong cuốn sách này mình rất ấn tượng và muốn chia sẻ với các bạn hôm nay là câu chuyện Con Búp Bê. Câu chuyện kể về cô bé tên là Helen Hiller. Cô không may bị mắc căn bệnh bai nhỏ. Căn bệnh đã cướp đi của cô thính lực, thị lực và cả khả năng biểu đạt ngôn ngữ nữa. Năm lên 7 tuổi, bố mẹ mời về một vị gia sư giúp cô học tập. Nhưng Helen Hiller không thể nhìn thấy, càng không thể nghe thấy, làm sao mà học được đấy. Vị gia sư bèn nghĩ ra một cách. Trước tiên, lấy cho Helen Hiller một con búp bê để cô chơi. Sau đó viết chữ búp bê vào trong lòng bàn tay cô. Như vậy Helen Keller có thể hiểu được nghĩa của từ búp bê là như thế nào. Helen Keller nhanh chóng thích hợp cách học này. Cứ như vậy cô ghi nhớ từng từ một. Cô đã học thêm được rất nhiều từ nhờ cách học này. Với sự nỗ lực không bỏ cuộc, cô đã tốt nghiệp học viện danh tiếng với thành tích lại ưu. Sau đó, cô trở thành một nhà văn, nhà giáo dục với kiến thức uyên bác. Các bạn thấy đấy, việc học hoàn toàn không đáng sợ. Đến Helen Keller cũng có thể làm được. Mình tin chắc rằng mình và các bạn cũng vậy. Chúng ta có thể chiến thắng mọi khó khăn trong học tập. Luôn vững tin và không bao giờ bỏ cuộc các bạn nhé. Đọc sách có thể nuôi dưỡng tình cảm, mở mang trí tuệ, làm cho con người trở nên ưu tú hơn trên đường đời. Chúng ta có thể học hỏi những đứa